another thrilling match awaits us. Vâng, kính thưa các bạn trẻ yêu điện tử, kính thưa các bạn trẻ yêu điện tử, xin chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp game đấu thứ hai trong loạt trận bỏ ba giữa Team Spirit và Team Navi. Đây là game đấu mang tính chất quyết định dành cho Team Navi cũng như là Team Spirit. Một chiến thắng này nữa thôi thì Team Spirit sẽ bước chân vào vòng tiếp theo của vòng loại khu vực CS giải Galaxy Battle. Còn Navi họ cần phải thắng game này để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp trong Galaxy Battle. Tuy nhiên thì Team Spirit thì có vẻ hơi thiếu nghiêm túc, cũng như Team Navi cũng cực kỳ thiếu nghiêm túc khi mà cả hai team gần như là cosplay lại game đấu đầu tiên. Ping là rất nhiều của FNG. FNG dẫn team đi đến đâu là ping đến đấy. Chúng ta hãy cùng nổ điểm qua đội hình hai team trước. Các bạn từ từ cho mình lấy hơi xíu nha. FNG thôi xong, chụp được người rồi. Arrow vào và boom chakalaka. Boom. First blood. Quá dễ luôn. Như vậy là vừa mất first blood. À không, rune thì được giữ đều, chỉ có điều là mất first blood thôi. Sandeco có kèo đấm tay bo cùng với Deka Phobos. Về bản chất thì con Shadow Shaman có đam tay siêu to. Các bạn có thể thấy được một cái con nào mà đi ra lane với 74 đam tay không? Không có đồ cộng stat, không có đồ cộng đam, 74 đam tay. To hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nên đi lên chích độc và không có chạy rồi, một stun vào. Vâng, đỡ arrow rất hay của Batman dành cho Batwoman. Roger đã đỡ rất khéo. Mà hồi nãy tôi chưa điểm hết đội hình nữa. FNG với Shadow Diamond, Indian với... Thôi, y chang game 1 chả khác gì cả. Chỉ có khác là Deka Phobos cầm Underlord thôi. Bên phía team Navi thì cũng chỉ có khác đó là General cầm Puck thôi. Vâng, như vậy đội hình hai team chúng ta đã nắm bắt đầy đủ rồi thôi các bạn. Này tốt. Và Harad đau. Các bạn thấy được Shadow Shaman bị trừ 5 đam khi đứng trong cái aura atrophy của Underlord. Chói lại rồi. Cũng chỉ đánh tay thôi, Harad máu thế thôi. Khi mà máu của Deka có chừng nào dưới nửa cây thì có thể là Navi lúc đó sẽ liều lĩnh hơn. Còn trước mắt thì hiện tại Sonico gần như không có đam. Không còn skill nữa. Trên này thì General bị FNG dí rất là chặt. Tuy nhiên nguy hiểm lớn thì không phải là quá lớn. Tại vì về bản chất vấn đề thì chỉ thực sự nguy hiểm khi có con Mirana thôi. Còn ở trên lên top này đó là con CK. Thì bây giờ có bị chụp lại thì General hãy cứ bắn ọp ra mà lấy rune thôi. Đấy, thấy chưa? Bắn ọp ra mà chạy, bắn ọp ra mà lấy rune rất là dễ. Beaver di chuyển lên lên top sau tình huống ở mid lane bị chích độc vào người. Và Dandy thì cũng đã blink lùi về rất xa rồi. FNG đứng ở đây, đấm tay cùng General. Chụp lại được rồi, mất ọp không? Vẫn bắn ọp chạy được. Bây giờ thì bị kéo, hay lắm, stun 2 giây và chúng ta có mạng. Rất tốt. Cái ọp của Buck trong tình huống vừa nãy là coi như không đủ tốt để Buck có thể sống sót. Mặc dù cái range ọp là rất là xa rồi, nhưng di chuyển rất là nhiều pha lỗi. Hồi nãy thì đi từ dưới dốc đi lên rất là sai. Như vậy là bắt đi ra đây cắm mắt. Vị trí cắm mắt này là một vị trí cắm mắt cơ bản. Trong khi rõ ràng ở đây là đối phương cũng đã có mắt rồi. Và dao sẽ đi qua phá. Ở midlane thì Batman và Batwoman lại tiếp tục song hành cùng nhau. Trong khi đó ở dưới botlane này, bây giờ thì Deka Boss tỏ ra khó chịu với Crystalline rồi. Các bạn có thể nhìn là chỉ số Creepstat vẫn là một Indian Storm Ray cực kỳ thương hiệu luôn. Cái creep stat kinh dị hợm 17-13, 18-13, một cái creep stat kinh hoàng dành cho con CK. Vì cái carry đấy. Trong khi đó Sylvan cũng là carry, tuy nhiên creep stat của Sylvan thì kém hơn khá nhiều. Với chỉ số last hit thì to hơn, ok, không thành vấn đề. Nhưng về deny thì rất là kém. Tức là điều này sẽ tạo được lever dành cho Deka Phobos làm hộ. Và thứ hai đó là
cái level của Sven sẽ thấp hơn. Và bây giờ chúng ta có một pha chụp lại rồi, sẽ có bắn hộp, có kéo, nhưng lần này phải ship kịp thời và nấp vào bụi chuối thành công. General vẫn bị trừ giáp, tuy nhiên vẫn rất là khỏe, quay lại bắn tay được vài hit. TP lên đây, tuy nhiên trong tầm nhìn này thì ok, chưa bị nhìn thấy. Nhưng phải làm gì đây, trời thì chuẩn bị tối thôi. Di chuyển sang đây là hợp lý rồi này. Chỉ có điều là Soneko tại sao không di chuyển sang thôi. Như vậy là rất thính, FNG đã về và ping liên tục vào đầu của Eden. Cho Eden đi về. Pha di chuyển vừa nãy thì rõ ràng là trong tầm mắt. Soneko nằm trong tầm mắt thôi các bạn. Tiếng nhỏ hả các bạn? Tiếng thế này các bạn còn kêu nhỏ á. Được chưa? To lắm rồi đấy. Tại vì mình nói bé thôi. Ngoài ra thì các bạn sẽ thử to tiếng lên và mình giảm tiếng game lại để cho cái tiếng của mình nó nằm ở cái mức vừa phải so với cái tiếng game. Nó quay về kèo ở Midland đi. Game này thì hai team đánh cẩn thận quá, cho nên chúng ta vẫn chưa có pha va chạm nào. Đây có thể sẽ là pha va chạm rồi. Stun. Thời gian stun là không nhiều, tuy nhiên sẽ có Senkin lên phối hợp và đó là mạng Killing Spree ở FNG. 3-0 cho team Spirit và cả 3 đều thuộc về Shadow Demon. Tôi không hiểu được Na'Vi đánh đấm cái kiểu gì mà vẫn để lọt được con Shadow Demon này rồi. Một con tướng lỗi hoàn toàn. Ở dưới này thì Crystalline đã có được hút máu rồi. Như vậy thì solo lane được hoàn toàn với Underlord, chỉ có điều đam hơi bé thôi. Cái vấn đề lớn nhất ở đây là Crystalline sẽ phải tìm cách mà deny cho thật là tốt. Nếu không thì sẽ cực kỳ lỗ dành cho team. Tức là đã cố gắng lắm rồi nhưng lại không thể nào. Như vậy là vừa miss một con creep đó. Còn ở Midland đó là gây áp lực rất lớn lên người Mirana. Creep start của Mr. G của team Dragon ở lên mid này cũng không phải là quá tối ưu. Tổng cộng là 28, thì bên này là 26. Có arrow và với một cú chụp vỡ đầu rồi. Không thể nào mà một con Shaman sống được rồi. Và đó là Dominating nhìn cho FNG. TP lên top luôn, đó là Beaver lên. Beaver lên đã backup được rồi. Đã đẩy lùi được Batman và Buck. Còn ở dưới bot lane này thì kèo đấm tay bò này, thực sự Crystalline vẫn sẽ farm được. Đam tay của Crystalline không hề tồi và anh có điều chặt creep. Nhưng mà đó là chuyện farm. Nếu như anh cứ farm ngang kèo với lại để cao boss này thì không khác gì là team Spirit có đến 2 hero carry và đang được thả farm free. Một cú chụp và sẽ là một cú thôi. Hình như là nó không được bài bản như lúc ban đầu. Chúng ta có kèo mega kill và đó là owning luôn rồi. Khi các bạn đánh một game bình thường thì khi mà ăn 5 mạng liên tục sẽ là owning. Và mạng thứ 6 vừa có đó là Dandy ở Midland. Mr. G của team Dragon có trói lại rồi, bây giờ thì bắn hộp ra General lên đây. Cố gắng của General là để có được cái mạng cho đỡ thọt, nhưng cuối cùng thì cái mạng đấy người ăn lại là Soneko. Bây giờ thì lại đi báo Shadow Shaman missing có vẻ là hơi muộn. Mặc dù Mirana đã vẽ trúng được, lúc nãy Mirana vẽ trúng được cái vị trí đi di chuyển của Soneko là tốt. Nhưng mà theo như mình thấy thì nó chả có ý nghĩa mẹ gì cả khi mà bây giờ tỷ số là 6-1 ở phút thứ 7 của trận đấu. Con gà đi ngang về này, canh con gà ăn đi có vẻ ngon hơn. Xị rưỡi cho cả team, không xị 7, ôi búp siêu lên rồi, leo rồi. 2 giây thôi và như vậy một xị 7 nhân 5 thôi các bạn. Ở dưới này sẽ là một pha stun vào có Ghost Train, 2 cái TP lập tức xuất hiện. Và như vậy vừa mất Ghost Train là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là câu được một TP thôi, không phải câu 2. Bên phía team Na'Vi thì chỉ câu được cái TP. Ở trên lane top này như vậy là đã mất trụ rồi. Truy đuổi Beaver chỉ level 4 thôi, nhưng mà Beaver thi đấu cực kỳ tự tin với con Senkin này. Nhưng mà Roger hình như chưa chịu từ bỏ. Đang canh me coi Senkin có vào sai hay không. Không vào. Rất là cực khổ cho team Na'Vi ở cái giai đoạn early game này. Nó nhìn về level của Eden, level 6 rồi, 6 rưỡi. Sven thì may mắn có những cái bài stack rừng này và đang farm bù lại khá nhanh. Đã có mom rồi Sven. Cố gắng mà farm. Bây giờ thì Sven sẽ phải farm, tuy nhiên stack action này thì có lẽ là cả team Na'Vi sẽ phải bu vào đứng cover cái vành đai này.
Nhưng mà dù gọi là đứng cover thôi chứ một pha Shadow Demon xuất hiện thôi cũng sẽ là cả một vấn đề. Sẽ không làm được gì cả. À, các bạn nào hỏi cam thì xin thông cảm nha, cái là không có cam được đâu. Tại vì cái cam thì không áp dụng được trong cái giải đấu này. Ngồi lobby đánh nghiêm túc nên không có cam. Một game đấu khởi đầu cực kỳ chậm chạp. Mặc dù chậm là chỉ có Na'Vi chậm thôi chứ mình thấy là Team Spirit họ làm mấy cái mạng của Na'Vi nhanh lắm. Nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng về tổng thể thì nhịp độ trận đấu hiện tại đang là 7 mạng trong vòng 9 phút thi đấu. Mà 6 mạng của Team Spirit thì có đến 5 mạng là FNG ăn rồi. Nói cho vui thì FNG cũng từng là một thành viên của Team Na'Vi. Cho nên với vào đó vẫn anh lại hiểu được cách thi đấu của Na'Vi một phần nào đấy. Nhưng mình không nghĩ vậy đâu, đơn giản là tại vì FNG với con Shadow Demon này đang thể hiện rất là tốt. Từ game 1 cho đến game 2. Mà một phần khác cũng là do cái từ mà chúng ta hay gọi ở bên cái hãng L, game L hãng R ấy, là về cái chất tướng của cái con Shadow Demon nó khó chịu hơn rất là nhiều. Sai lần được rồi, Dream Coin đặt ra rồi, không thấy đồng đội đâu, FNG TP về, xong. General tự động cảm thấy hối hận về hành động của mình. Trong khi đó ở đây thì vừa hốt xác được Beaver, nhưng không, Beaver là có Runin V. Như vậy là coi như mọi chuyện là chưa bắt đầu. General để dành tiền lên thẳng ba lưng luôn, 1k9 tiền. 1k9 tiền đến đây rồi. Nổi lửa lên em là cực kỳ đau. Hai team họ tập trung vào việc farm quá nhiều đi. Xét về việc farm rừng thì rõ ràng là Eden không phải là đối thủ của Sven. Với bản chất con CK hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng con CK của Eden thì cũng đã biết đầu tư cho mình cái Hand of Midas để có khả năng kéo network rất là tốt. Chúng ta cùng xem khi mà đồng hồ đang chuyển sang phút thứ 11 thì network lúc này Eden chỉ thua kém một chút, tầm 700 tiền đối với một con Sven có stack farm. Roger di chuyển vào rất sâu, Beaver sập tân xuyên qua rồi. Có Shadow tag us. Mình nghĩ là team Na'Vi phải đi về trong pha này nếu như họ còn muốn sống. Mà thôi họ chết chắc rồi. Roger, à không, như vậy là dưới ulti của Roger thì tầm nhìn của Mirana cũng như là Shadow Demon quá thấp, không thể tìm ra được Roger. Chui vào bụi chuối mà tele đi thôi. Tele đi, suy nghĩ cái gì. Cực kỳ gây cấn ở đây, trong khi dưới này Soneko đã gục ngã rồi thôi các bạn. Một pha nắm đầu kéo về với cả phân thân ra. Còn Beaver thì hỗ trợ bằng một cái sub stun này. Mọi chuyện là quá đơn giản. Và tiếp tục đó là mua thẻ rút kinh nghiệm dành cho Shadow Shaman. Một stun vào, Roger sẽ chết luôn. Chúng ta có mạng thứ 8 ở đây. Chưa, Roger vẫn còn hơi trâu, anh ấy đang cố gắng vừa chạy vừa cắn cho mình cây. Như vậy là được rồi, ok đó thì Beaver ở đây. TP về karaoke đánh tay cuối cùng. Na'Vi có mạng thứ 2 với pha dồn đàm thành công của Dendy. Game đấu lúc này thì đang diễn ra nó hơi bị nhạt. Đề nghị là cho xin 500 muối vào. Các bạn thấy được là với sức mạnh của Hand of Midas thì rõ ràng lúc này Eden Storm Ray đang đua network rất là gần. Chỉ thua có 700 tiền so với lại Sven thôi. Thật sự bây giờ mình cũng chả biết là tại sao mà hai team họ lại thi đấu một cách nhạt nhòa như vậy. Có một pha cắm rắn ra để tạo điểm nhấn trong trận đấu này. Nhưng mà bây giờ thì TP xuống của Mirana là trở nên khó khăn cho team Na'Vi trong việc push cái lane này. Mày cọc rắn ra thì không khác gì là đi fit tiền, cứ 12 đồng một con, 30 đồng một con thôi các bạn, mình nhầm. Đó là 30 đồng một con. Không khác gì là đi hiến xác nhân đạo. Bây giờ thì Mirana, kia là Mirana với ba chặt clip, một cú hai cú thôi vỡ đầu rồi nhưng mà không sao. Bây giờ thì có chụp lại Arrow đến hơi muộn màng rồi. Roger vâng lạng lách suýt nữa thì quay lại hứng luôn cái Arrow. Có lẽ là game đấu hơi nhạt cho nên Roger cố gắng quay lại để làm cái gì đấy nó có phần mạo hiểm thôi. General lúc này thì có Blink và đúng cái Nun. Ngoài ra hết rồi. Ở Midland chúng ta đã có mạng của Dendy. Lại là một tình huống đơn giản thôi. Đó là không, thậm chí là không có disruption. Đó là Amplify Dam. Một pha kéo về thả Starfall. Cái stun của CK. Mọi chuyện xem ra là quá dễ dành cho Team Spirit ở giai đoạn early game. Cái đội hình của họ nó hoàn hảo. Và cái khía cạnh là đi găng đầu game, đi đánh nhau đầu game là cực kỳ khỏe. Đội hình của Na'Vi
Nói thật một câu là phải đợi tận đến phút thứ tư, khi mà trời nó vừa chuyển sang tối thì con này soccer nó mới phát huy tác dụng. Mà trong vòng thời gian mấy phút đầu game như vậy thôi là đã đủ cho team Navi nó tan nát mẹ rồi. Trong 4 phút đầu game các bạn có thể nhớ lại đó là team Spirit có được tầm 3 mạng. Khi mà creep chưa ra thì Crystal Light feed first blood cho FNG. Sau đó là một mạng nữa của Buck ở trên top, 3 mạng liên tục trong vòng 4 phút đầu game. Thì một con Night Stalker ở tầm phút thứ tư chả có cái mẹ gì để mà găng một con Shadow Demon ở phút thứ tư đã có được cho mình 3 mạng. Đó là dày mana, đó là giọt nước 9 stick rồi. Crystal Light đóng được cho mình đó là Echo Sharp. Theo mình á, suy nghĩ cá nhân thôi nha, là Sven nên đầu tư cái Blink sớm khi mà con Shadow Demon này nó chưa quá khó chịu. Thì Blink vào nút đam chết mẹ đi, đừng có suy nghĩ thôi sao. Blink nữa không được rồi, stun là 3 giây, mà bây giờ có sống sót cũng sẽ bị nổ đam chết. Mạng dành cho anh Đần. Chín hai. Thực sự thì mình không hiểu được luôn, đó là Na'Vi đang thể hiện một cái phong độ như nào. Với kỹ năng clear rip của Puck thì cái tầm này có lẽ phải đến tầm phút thứ 30 thì Puck nó vẫn sẽ giữ được cái land boss. Tầm phút thứ 30 Puck sẽ vẫn giữ được cái land boss rồi các bạn. Và mình thật sự mình không hiểu luôn ý đồ chiến thuật của hai team ở game đấu thứ hai này. Nó sẽ ra làm sao khi mà bây giờ là phút thứ 15 mà co hai bên thì vẫn cứ đi farm. Thì có điều đó là Queen of Pain không đi farm. Network của Queen of Pain là 4k4. Nhìn cực kỳ chán đời. KDA 10130. Cả hai team hoặc cùng scan ở cái khu vực nhạy cảm này. Tức là họ hiểu đó, nhưng mà họ không làm được gì hết. Họ đều ngại va chạm. Na'Vi thì đang thọt 7 mạng, họ không muốn liều lĩnh đánh nhau. Mà quan trọng hơn nữa đó là trời thì sáng rồi. Phase ship kịp thời để né arrow. Còn Shadow Demon thì không lên đủ nhanh. Cả hai team đều cần thêm đồ để đánh nhau tốt. Ở trên land top đó là một pha TP vậy. Vâng, bị sọc tên. Seven Berlin lên chặn đầu. Chúng ta sẽ có thể có mạng thứ 3 dành cho Na'Vi. Nhưng mà bây giờ thì mạng thứ 10 đã xuất hiện rồi. Roger cầm chắc cái chết ở đây. Vâng, Dandy lỡ Blink lên đây, phải tắt auto tắt. Bị lộ hàng rồi. Đã Blink xuống. Nhưng đó là một pha không hiểu ý nhau. Suýt nữa thì Buck cũng đã để mạng rồi. Pha hồi nãy hình như không hiểu ý nhau. Nếu như Dandy và General cùng nhau hợp tác thì đã có được mạng của Shadow Demon. Karaoke vẫn có. Nhưng mà pha vừa nãy thì lại không ăn ý. Người xuống dồn đam, người thì lại đi mất tiêu. Trên land top như vậy Soneko đã gục ngã rồi. Một pha tele lên Starphone hốt xác rồi. Có Fortify và deny trụ thành công. Chúng ta có kèo đấm nhau to ở boss này khi mà đối phương có Mechan rồi. Câu chuyện khác đi hoàn toàn. Crystal Light không thể làm được gì với những cái bóng của con Shadow Demon. Nhưng cuối cùng thì Shadow Demon cũng đã chết dưới tay của General đây. General dive vào có được mạng trên cái mạng Mega Kill rất là to. Bây giờ thì bug out ra đây. Vâng, Berlin đi thành công rồi. 12-4. 8 mạng. 2 trụ. À không, lệch 1 trụ thôi. 8 mạng lệch 1 trụ. Nhưng mà lệch 1 trụ rưỡi tại vì cái trụ ở trên top là trụ bị deny. Mirana bắn cực kỳ đau. Sand King xuất hiện rồi. Arrow phối hợp Starphone đặt vào. Nó đã có được bảng thứ 13 dành cho team Spirit ở game đấu thứ 2 này. Cả hai team đều đánh đây là Dota tàu. Các bạn đang đến với giải China Open này.
CK rim coi lên là đẹp, nhưng bây giờ thì đối phương nó lại đi về như thế này, chả ai làm được gì luôn. Cover hoàn hảo cho CK. Mình các bạn nhìn vào network thì CK đã tiến rất sát vào Sven. Bất chấp việc Sven có cho mình cái kỹ năng farm AoE tốt, bây giờ thì chúng ta sẽ có mạng của Sven ở mid lane, không ai cứu được nữa rồi. Trao đổi stun. Nhưng mà và chúng ta có luôn các bạn của Roger ở đây. Mọi chuyện diễn ra khá đơn giản thì phải. Game đấu này là Vi thi đấu còn mờ nhạt hơn rất là nhiều so với giai đấu trước. Clear búa xét của xe clear bóng của CK thì không phải là không có. OD. OD này. Đã vậy đánh con OD không có bị phụ thuộc vào cái giảm đam của con Underlord. Đam của OD là sát thương phép được dựa trên mana của OD. Cho nên là pick OD đi mid là có gì sai đâu. Chúng ta sẽ có mạng của Dandy. Cực kỳ nhạt nhòa. Bây giờ tôi sẽ giả sử mình là một fan Team Spirit, nhưng thật sự cũng chả có cái gì để ăn mừng. Trong không khác gì là Team Spirit đang rep một team tài 2, tài 3, mà đây lại là rep đương kim, à không, rep cụ vô địch thế giới. Nhìn nếu như cả team Spirit đi đánh răng và gặp tập thể Heran, chúng ta lại có kèo đòi push độ. Cùng xem bây giờ mất cọc rắn ở ngoài rồi, trong khi bóng của CK thì một lần đẩy có thể sẽ được nguyên một lane. Đây là những cái bóng của CK ống xịn. Trời ơi! May là Crystallize xuất hiện nhưng không. Ô vâng, như vậy là vừa kịp giải cứu cho Dandy. Mình không thể tưởng tượng được là Dandy có thể đứng mà cái arrow nó bay đến như thế này. Dandy đứng lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui xong bay đập thẳng đầu vào cái arrow. Manta dành cho Mirana. 22 phút giày phay riêng Aquila Manta. Có vẻ như đang muốn bắt anh Đần, nhưng anh Đần lại là người cầm Aegis. Mr. G của team Dragon lên cho mình gậy lóc thôi các bạn. Oh,
Một cái game đấu mà mình chả hiểu được là Vi đang nghĩ gì, đang làm gì. Bây giờ thì đang đi cắt creep. Rồi ally disappear rồi, chụp được rồi. Stun được rồi. Ủa sao general chết luôn rồi? Thế là Dendy cố gắng clear report và đẩy dân lên cao thôi. Vẫn đang liên tục tạo khoảng trống. Team Na'Vi họ vẫn muốn là sẽ tạo được khoảng trống cho Sven Farm. Nhưng bây giờ 3 giây stun cộng với một cái kéo về. Đã vậy còn thêm cái root nữa. Xem ra mọi thứ quá vất vả. Teamwork như cái lỗ đít vịt đấy. Chưa bao giờ mình thấy một con Mirana nó thoát gân dễ dàng đến thế. Vừa có hack, vừa có trói, vừa có mini stun, vừa có silence. Anh đang mất Aegis. Nếu mất Aegis anh đóng cục hết vào. Cục Aegis là để anh chết đi sống lại. Bây giờ anh đánh cục hết là cái cục để mà anh không bao giờ chết được. Tôi nói thật. Cái cục hết ở phút thứ 26. 26 phút 4000 máu có miss. Sorry, đánh từ đằng sau BKB lên rồi. Con chặt hết được bài creep dính ulti sao là Demon xăm lóng nhóm la nhóm nó không biết như là cái gì đây. Yondam và Anden đã được chụp lại rồi. Có khi DK lại nắm đầu gửi về đằng sau. Sonico có được mạng của Beaver và cầm rãn ra của mình. Trong khi đó ở đây Widen phân thân thành công. Và như vậy Wicked Six dành cho mình. Roger cũng đã gục ngã rồi. Karaoke bây giờ chỉ để cho vui thôi. Trong khi đó thì phía dưới này sao là Demon vâng đuổi theo Sonico. Sonico đã dính luôn và Sonico đã gục ngã với tay FRG. Đọc ra là quá khổ.
TG đã được gọi anh ạ. 29 phút thi đấu cực kỳ nhạt nhòa. Con Na'Vi tôi ngồi lobby tôi cát và tôi vừa cát tôi vừa ngủ. Mà thật sự thì cũng không nên bình luận gì.